Hello, gửi lại là em Thịnh Bến Tre đây. Gửi lời chào tới bà con, lời chúc sức khỏe nha. Thì chiều hôm nay em Thịnh sẽ lên sóng giới thiệu anh em mẫu xe phân khúc hạng C, đầm êm chắc sướng. Đây là mẫu 2019, anh chị ha, sổ 2019, mẫu 2020 nha. Form dáng rất đẹp, Atlanta mới rồi, xe mới 600 hơn. Để cho anh em mình xe này gì có 300 hơn thôi. Lại có bán cho anh em mình nợ lại, lại có đổi xe với anh em mình luôn. Anh em cứ qua lựa, qua lấy thử nha. Về form dáng hầu như là em thấy rất là mới, anh em nhìn cụm đèn rất là đẹp nè. Nước sơn rin xe này còn hầu như là 90 mấy % anh chị. Mâm vỏ mới tinh, đăng kiểm thì tới 2025, tháng 12 2025 mới hết kiểm anh chị nha. Xe được trang bị tích hợp xi nhan gương luôn. Đó, sơn si quá đẹp, đăng kiểm về thòn luôn. Tha hồ về đi anh chị. Đó, sơn si rất là bóng bẩy anh chị về đi thôi. Có cái cửa hơi bị ố nè, tí xíu cho màu đen dễ bị ố ha. Rửa xong mới lao liền đi bị ố nè. Form dáng đẹp lắm anh chị nha. Anh em nhìn cụm đèn trước, cụm đèn sau nhìn là khỏi nói luôn. Đó, nhìn cụm đèn nè. Xuất sắc màu thu con 37 chưa? Bản GLS số sàn MT full. Đó. Xe trang bị màn hình cam gia cảm biến, cụm đèn rất là đẹp, em thích cái dàn đèn này nè, cái dàn đèn này đẹp quá trời luôn. Đó. Thì để em quay thêm vào chi tiết về gầm cho chị mình xem nha. Mâm vỏ thì anh em biết rồi đó, mâm vỏ còn rất là mới nè, 4 thắng đĩa, ABS hết, túi khí. Đó. Để em quay cái gầm cho anh em mình xem luôn nha. Gầm bệ thì khỏi phải nói rồi, đời cao mà, xe chạy mới có 3-4 năm thôi. Đó. Quá đẹp luôn anh chị nha. Đó. Anh em nhìn vào túp lô túp ly nè, bên đây nè. Hai bên nè, ok hết chưa? Anh em về đi thôi. Bao dùng với anh em mình luôn, bao dùng, bao xài, bao chạy. Có giao lưu, có trao đổi, có cho nợ. Đó. Anh em chỉ cần đưa em 350 triệu lấy xe này về chạy anh chị nha. Cho nợ lại 48 triệu, đưa 350 triệu lấy xe này về đi ha. Mẫu mới, vô lăng mẫu mới rồi, đẹp lắm, chạy rất là sướng, tiết kiệm nhiên liệu. Dòng này tiêu hao nhiên liệu 100 cây nó rơi tầm khoảng chừng có 6 lít hơn tí. Thích hợp anh em về chạy dịch vụ, chạy gia đình, chạy taxi, chạy gì cũng được. Xe chạy mới 80 mấy ngàn thôi chị ha. Trần zin, ghế zin. Rồi bây giờ để em giật capo với cốp cho anh em mình xem nha. Cốp là ấn cái là nó có cái mở liền anh chị ha. Rồi để em quay cái capo trước cho anh em mình xem. Xe cam kết với anh chị mình luôn, nguyên zin. Đó, máy zin, số zin. Xe đi ít cây số nữa anh chị ha. Ốc capo chưa mở luôn. Đó, anh em mình chỉ việc lên xe đi thôi. Keo chỉ sùng chỉ nguyên bản nguyên zin hết. Rồi, và đặc biệt là cái hộp này là mũ zin tới giờ luôn là chưa mở luôn nè anh chị. Rồi cái miếng bình này, cái mũ zin còn nguyên là anh em biết xe chắc hay không rồi không? Máy này khỏi cần mở nắp cò anh chị, tại vì chạy mới có 80 mấy ngàn mà đề máy lên em vô xe ngồi anh em không thấy rung luôn nha. Anh em cứ nghĩ là cái xe chưa nổ máy không, ai giờ là xe nổ máy rồi. Máy rim, số rim, ốc tán cabo chưa mở. Rồi để bây giờ em quay ở phía sau cho anh em mình xem nữa về phần cabo nha. Thì đây là một sự lựa chọn hợp lý anh chị, chạy rất là im, đầm, sướng, chắc, giá lại hợp lý nữa. Ốc cabo, sùng chỉ cabo, keo chỉ, bốn cửa rim hết, xe không cấn đụng đâm vai gì hết. Anh em mình mua xe không gành thì anh em mình cứ dẫn thợ theo xem, đừng có ngại ngùng gì hết anh em nha, cứ dẫn thợ qua xem. Đó, còn anh em nào mà có biết ai bán em mua giới thiệu em mua em gỡ hoa hồng cho, giao lưu cho đổi với em ha, đủ đồ nghề đồ chơi hết anh chị. Anh chị đợi mở cái ba lớp luôn nè, lớp đầu lớp thứ hai nè của nó luôn anh chị ha. Đó, phụ tùng nè, anh em nhìn cái hầm bánh xe cua con đội với vỏ xe cua nè, rất chi là mới luôn. Đó, rin của nó hết luôn anh chị nha. Đây, miếng của nó nè. Về anh em mình chỉ việc lên xe và đổ xăng và đi thôi. Nhớt nước cũng mới hết rồi. Nói chung là giá này nó quá hợp lý anh chị ha. Để cho anh chị mình chỉ là 398 còn giảm còn bớt. Thì anh em nào có quan tâm mẫu này thì cứ nhắc máy alo anh Thịnh mình 0866 7871 và 0834 33 3371. Có cho nợ, có đổi xe, có giao lưu xe. Anh em nào mà chưa đăng ký thì một lúc đăng ký để cập nhật nhiều video từ bên em Thịnh nha.